Bài giảng ngày thứ năm. Ngày thứ năm đã trôi qua, quý vị còn 5 ngày nữa để tu tập. Nửa khóa học đã trôi qua, thời giờ nào đã qua đi thì không còn nữa. Thời gian còn lại mới là quan trọng. Người khôn ngoan luôn luôn biết tận dụng thời gian có trong tay. 5 ngày tới đây rất có giá trị đối với quý vị. Thoạt tiên, khi đến với một khóa thiền như thế này, một số thiền sinh có ít nhiều lầm lẫn. Bởi vì người ta luôn luôn có quan niệm về thiền là thiền phải như thế này, như thế nọ, phải có tụng niệm, hình dung, tưởng tượng, suy ngẫm, suy tưởng, vân vân. Nhưng ở đây lại không phải như thế. Lúc đầu chúng ta được yêu cầu phải quan sát hơi thở ra vào, rồi sau đó cảm nhận những cảm giác. Chúng ta đang làm gì vậy? Điều này có thể gây ra đôi chút nhầm lẫn. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, một phần nhờ quý vị lắng nghe pháp thoại buổi chiều, một phần nhờ các câu hỏi của quý vị được các thiền sư phụ tá giải đáp thỏa đáng, nhưng phần lớn nhờ vào sự thực tập của chính quý vị bắt đầu nhận ra rằng có nhiều điểm hợp lý trong phương pháp thiền này. Nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi sự đều sáng tỏ, nhưng ít ra là vào khoảng ngày thứ năm, ta cảm thấy muốn tu tập phương pháp thiền này một cách công bằng. Dù mọi điều xem ra có vẻ mới lạ, quý vị chưa bao giờ nghe nói về loại thiền này, nhưng bây giờ thì quý vị quyết định rằng quý vị sẽ thử phương pháp thiền này một cách công bằng và tu tập đến nơi đến chốn. Kinh nghiệm cho thấy rằng sau 5 ngày hầu hết các thiền sinh đều bắt đầu tu tập rất nghiêm chỉnh. Tu tập nghiêm túc đúng như phương pháp thiền này đòi hỏi quý vị phải làm như vậy. Quý vị hiểu đúng đắn những điều quý vị thực hành và lý do tại sao phải thực hành như thế. Quan sát một vòng từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân không phải là một nghi lễ hay nghi thức tôn giáo. Và bây giờ, kể từ tối nay, quý vị sẽ quan sát cả hai chiều, từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu và ngược lại, cả hai chiều. Đây không phải là một thứ nghi thức hay nghi lễ, cũng không phải có ông Phật nào đó ngự trên tầng mây với một cuốn sổ có tên từng thiền sinh trong tay. À, thiền sinh này đã quan sát được mấy vòng rồi. Ông A bao nhiêu vòng, cô B bao nhiêu vòng, bà C bao nhiêu vòng. Càng nhiều vòng chừng nào, cổng thiên đàng sẽ mở ra càng lớn chừng ấy. Không phải như thế, không thể nào có chuyện như vậy được. Chẳng có ai mở cổng cho quý vị cả. Quý vị phải tự mở cổng cho chính mình. Quý vị phải tự gõ cửa và cánh cửa sẽ mở ra cho quý vị. Hãy gõ cửa thiên đường nội tâm, cảnh giới phạm thiên nội tâm, chân lý niết bàn nội tâm. Mỗi người phải tự mình tu tập. Mục đích của việc di chuyển sự chú tâm từ đầu xuống chân và chân lên đầu là để phát triển khả năng ý thức của quý vị. Không những ý thức thực tại ở bề mặt của tâm, nơi quý vị có liên hệ đến từng giác quan, mà còn ý thức thực tại ở mức độ sâu thẳm hơn của tâm. Khi bắt đầu thực tập với cảm giác trên cơ thể, quý vị bắt đầu đi sâu vào những tầng lớp sâu thẳm hơn trong tâm. Cái gọi là tâm vô thức thực ra không bao giờ vô thức cả. Nó luôn luôn nhận biết được cảm giác trên cơ thể và nó cứ tiếp tục phản ứng lại những cảm giác này. Nếu biết cảm giác ấy là dễ chịu, tâm phản ứng lại bằng sự bám víu, ham muốn. Nếu thấy cảm giác khó chịu, tâm phản ứng lại bằng sự ghét bỏ, giận dữ. Phản ứng này đã trở thành khuôn mẫu thói quen ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Tâm vô thức ấy mãi mãi là tù nhân của khuôn mẫu thói quen mù quáng này. Bất cứ những gì ta nhận thức được ở bề mặt của tâm đều không ảnh hưởng gì đến tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm cả. Ở mức độ lý trí thì ta hiểu rằng tôi không nên tạo ra điều bất thiện, bởi vì mỗi điều bất thiện đi ngược lại sự an lạc của riêng tôi, sự hòa hợp của riêng tôi chẳng tốt lành gì cả. Nhưng sự hiểu biết bằng lý trí này chẳng ảnh hưởng gì đến tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Có một sự ngăn cách rất lớn giữa hai tầng lớp này. Giờ đây, phương pháp thiền này giúp quý vị phá bỏ được sự ngăn cách ấy. Bất cứ cảm giác nào do tầng lớp sâu thẳm nhất cảm nhận được
cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Cảm giác ấy bây giờ được toàn thể tâm quý vị cảm nhận. Toàn bộ tâm thức của quý vị bây giờ đã choàng tỉnh, thức dậy trước thực tại của cảm giác trên cơ thể. Bất cứ những gì bề mặt của tâm nhận ra rằng không nên phản ứng bằng sự tiêu cực, không nên phản ứng bằng sự tiêu cực, thì bây giờ cũng được tầng lớp sâu thẳm hơn của tâm nhận ra sự ngăn cách ấy đang bị phá vỡ. Ở Ấn Độ 25 thế kỷ trước, đã có vô số phương pháp thiền và có người đã thành Phật. Trước khi thành Phật, Ngài đã thử hầu hết các phương pháp thiền này. Phương pháp thiền nào cũng có phẩm chất tốt riêng, đem lại lợi ích. Nhưng Đức Phật thấy rằng, ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, ta không thể nào tác động đến các cội rễ của sự bất tịnh này. Bứng nhổ chúng đi là chuyện rất khó. Ngài gọi đây là những Anusaya Klesha. Klesha có nghĩa là những bất tịnh. Klesha có nghĩa là khổ não. Anusaya có nghĩa là phiền não nằm yên dưới sâu, là bất tịnh ngủ ngầm. Chúng như những núi lửa đang ngủ yên. Khi gốc rễ của khổ não vẫn có đó, chúng tiếp tục tăng trưởng, tăng trưởng. Vì thế núi lửa có thể nổ tung bất cứ lúc nào, và ta sẽ bị nó chế ngự, áp đảo. Ta không thể được giải thoát. Đức Phật nhận thấy rằng trừ phi nhổ được tận gốc rễ các bất tịnh này, Ngài không thể tự nhận mình là bậc đã được giải thoát. Ngài đã khám phá được rằng ta cần phải thực tập với cảm giác trên cơ thể. Quý vị đã bắt đầu bằng hơi thở ra vào, bởi vì hơi thở từ từ đưa quý vị tới sự ý thức về cảm giác của thân. Cảm giác trên thân vô cùng quan trọng. Khi quý vị tiến xa hơn trên con đường giải thoát, thì quý vị sẽ dần dần hiểu rõ hơn lý do tại sao cảm giác trên thân lại vô cùng quan trọng. Quý vị đang huấn luyện cho tầng lớp sâu thẳm của tâm không phản ứng mù quáng nữa. Sự thật là nó không phản ứng với đối tượng bên ngoài. Tầng lớp sâu thẳm hơn của tâm không phản ứng với những điều quý vị nghe, hay những điều quý vị thấy, những gì quý vị đã ngửi, hay những gì quý vị đã nếm, hay những gì xúc chạm tới làn da, hay những ý nghĩ của quý vị. Thật ra, tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm không ngừng tiếp xúc với cảm giác trên khắp cơ thể. Tất cả những đối tượng ở bên ngoài, khi tiếp xúc với các giác quan, đều tạo nên cảm giác. Bởi vì một phần của tâm đánh giá tốt, xấu, nên loại cảm giác tương ứng với giá trị ấy bắt đầu nảy sinh trong người. Tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm chỉ cảm nhận được cảm giác của thân, cảm nghiệm cảm giác của thân và cứ tiếp tục phản ứng lại chúng suốt ngày suốt đêm.